We are in District 5, 7 in Saigon, Ho Chi Minh. I'm taking a Grab taxi going to Nha Trang, but we have to take a bus at the bus terminal. So we're going to the bus terminal. This is called Minh Dong Bus Terminal. They have the West and the East bus terminal, Minh Dong and Minh Tây. So you want to go to the Mekong, the Minh Tây. Or you want to go to the North Central Vietnam, you take Minh Dong. Yeah.
Gòn nhiều xe quá mà nhiều mà người quá. Mấy con nhỏ thì ngược chiều đứng dưới đây ha. Đứng dưới đó là hết đèn, người ta dừng ở đây. Chỉ có vài thứ thôi đó. Còn mà cá thì đủ thứ cá ha, à, trăm mấy trăm cái loại cá, còn sò ốc mà ra cá nó chơi 100 loại ốc không, còn gì món ăn cũng một thứ đó mà nó chế biến cả trăm loại.
Có bên đó nước ngoài mà bên nước ngoài, bên Mỹ á, ở bên đây từ lúc mà Tết tới giờ á, nó nhốt nó đây thì cứ đi chơi tao sẽ làm gì không được về nước không bị dịch chơi không được về, nhưng mà đi về làm chi, bây giờ Mỹ nó lây nhiều quá, tới 6 triệu người đi bỏ anh chi bệnh thôi vậy không, ở đây đi vòng vòng đâu cần đeo khẩu trang đâu có sợ vậy đó không, bên kia mà đi chỗ này chắc là dịch dữ dội, về là lây là nằm bệnh viện liền á. Bên kia nó cách ly. Bên kia là bây giờ là dữ dội, nhốt ở nhà chứ đi đâu vậy. Dừng 2 phút đi toilet cái này ra. Tự nhiên đâu có gấp đâu. Có toilet ta em đi luôn. Ta ngồi lên xe bus khỏi.